Chào bà con cô bác đằng xa nha. Hôm nay mình lại giao hai con về chỗ 3.000 với 3.000 3.000 là khỏi 4.500 chở nha, với con cái về kinh 7 mà Tân Hiệp nha. Kinh 7 có dòng kiền Tân Hiệp. Đây, hai cái chuyện đang chạy. Điện thoại của mình Tết đi chơi mà bị vừa chạy vừa quay luôn, không ai có qua, không ai quay cho bà con ơi. Thông cảm đi. Hoàn thành hết rồi nha. Còn đơn hàng cũng nhiều quá bà con, cả chục cái nữa. Ai đặt thì nhanh tay nhanh chân, ai đặt trước thì làm trước nha. Không cái gì á. Không vướng đâu. Hình như không vướng á. Không vướng. Ngóc đầu lên không à. Rồi rồi, giờ quay qua xe đít qua đi. Đi được á. Đít bên này, bánh bên kia. Bánh bên phải á. Bánh phải đi thôi. Bánh phải đi sàn qua. Rồi tiếp tục cái thứ hai lên đường nha bà con. Hôm nay mùng 9 tốt ngày nha. Khai trương giao hai cái máy về khỏi 4.500 3.000 gần 1.000 á. Cái về kinh 7 Tân Hiệp. Không, lên máy luôn. Thank you.
chưa hạ con xuống lên đi. Lấy cái đít về bà anh chút. Nữa đi, chút nữa đi. Cái máy này là anh chủ máy đổi với anh Biền nghe các bạn. Đổi bù tiền thêm để làm dàn mới bên anh Biền luôn. Thì cái máy này thì cái động cơ chưa rất hơi chưa bung. Cụ bộ ta xám. Nhưng mà đã có người mua động cơ rồi, còn ở dần sới thì anh Biền bán với giá 10 triệu. Anh em nào có muốn mua thì liên hệ anh Biền. Có đổ hơi không? Rồi, tắt đi.